À dạ vâng ạ, đóng cực kỳ cẩn thận các bạn. Quấn băng chip như đóng hàng gửi sân bay luôn. Đó, một set combo gửi cho anh trai có địa chỉ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai các bác nhé. Và hôm nay là ngày 18 Tết rồi, em gửi xe khách cho anh, cố gắng đến ngày khoảng 20-21 anh nhận hàng các bác nhé. Ok ạ, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Đây là loa EV Bass 40. Đây là loa súp DT. Đây là bộ đồ, bộ ngoài. Ngược rồi, ngược. Ok. Rồi, được rồi, đẹp rồi. Dạ vâng ạ, Alan Audio xin hân hoan gửi lời mến chào tới toàn thể các bác. Và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em, em luôn rất là vui vì được các bác khách hàng trên mọi miền Tổ quốc luôn luôn quan tâm, tin yêu và ủng hộ. Và còn có rất nhiều những món quà tinh thần, tình cảm của các bác trên mọi miền Tổ quốc gửi về cho cửa hàng em Luân. Rất là cảm ơn các bác cùng anh em. Và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến, bộ sản phẩm này có tổng trị giá là xấp xỉ gần 38 triệu đồng. Em xin được giới thiệu, em test gửi cho anh trai Kỳ có địa chỉ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai các bác nhé. Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Và em cảm thấy rất là vui khi anh Kỳ cũng chia sẻ rất là chân tình. Đó là ở trong khu vực tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Có rất nhiều anh em chào bán và thậm chí giá còn tốt hơn đúng không ạ? Nhưng mà tại sao vẫn cứ tin tưởng vào cái tay nghề ghép của em Luân, nên là quyết định đặt chọn một bộ tại cửa hàng em Luân đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Thưa các bác cùng anh em, để đáp lại được đúng không ạ, cái điều mà phải nói là đáp lại cái sự tin tưởng của toàn thể các bác ấy, thì đó đều rất tuyệt vời đúng không ạ? Thì em test cho các bác nghe và các bác đánh giá cảm nhận chất âm nhá, đúng không ạ? Bộ sản phẩm này bao gồm những thiết bị như sau: đôi loa EV EMK các bác nhá, 115 Bass 40 hàng bãi xịn đến thương hiệu của Mỹ, EV Electro Voice các bác nhá, giá 16 triệu đồng một đôi. Ok chưa? EV Electro Voice EMK đấy, 16 triệu đồng một đôi. Đẩy PS Audio LA2610, đẩy 3 kênh rất thích hợp các bác nhá, 2 kênh đánh full, 1 kênh súp. Và em giới thiệu luôn quả súp DT Bass 40 sử dụng bass RF đúng không ạ? Súp hầm thùng gỗ giá 4.8 triệu. Đẩy LA2610 giá 8.600.000 đồng. Ok chưa? Một chiếc lưng tiếng Preo cộng một chiếc vang số chỉnh tay Gregutin, một cặp đôi, một cặp bài trùng luôn. Em đảm bảo hát cực kỳ là mượt mà dễ hát các bác nhá. Một bộ micro không dây 6 số tự ngắt PS Audio mã số VK6. Để xem đúng không ạ, tay nghề em ghép có lành nghề không đúng không các bác, thì các bác nghe em test một đoạn được không ạ? Sau đó em sẽ giới thiệu tiếp. Một lần xin được cảm ơn anh trai Kỳ rất nhiều. Anh có địa chỉ tại Nhơn Trạch đúng không ạ, Đồng Nai. Và rất cảm ơn anh đã quý mến tin tưởng và rất là nhanh chóng anh chuyển hết tiền luôn các bác nhá, đúng không ạ? Em gửi xe khách cho anh chuyển hết tiền luôn. Xã Phù Động, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đúng không ạ? Xã Phù Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Anh tên Kỳ đúng không ạ? 11:40 xe chạy qua các bác nhá. Ok chưa, tuyệt vời chưa? Và hôm nay đúng là ngày 18 Tết rồi đúng không các bác? Em tin chắc là gửi vào Đồng Nai chắc chỉ tầm 2-3 ngày là anh nhận hàng thôi. Đấy, quá tuyệt vời đúng không ạ? Em mời các bác cùng anh em trải nghiệm nhá. Xin mời. Các bác đánh giá nó lét thật các bạn. Nó rót giọt luôn. Tiếng rót giọt.
Ok chưa? Tiếng rót thật các bạn, nó rót như rót mật vào tai, rất là lét các bạn. Đó, các bác thấy tay nghề em ghép có lành không ạ? Rất lành nghề đúng không ạ? Nghe tiếng nào ra tiếng đấy đúng không ạ? Bát đánh chắc, sâu, tép, dẻo, mềm mượt. Đó, đó chính là lý do đúng không ạ? Có rất nhiều các đơn vị chào anh những bộ sản phẩm đúng không ạ? Có thể giá rẻ hơn nhưng cuối cùng vẫn chốt lại là ủng hộ và quyết định là sẽ lấy tại cửa hàng âm thanh A Luân đúng không ạ? Và A Luân thì ở Tít Hải Dương đúng không ạ? Ở ngay thành phố Hồ Chí Minh hoặc ngay tỉnh Đồng Nai có anh em có thể chở em nắp luôn nhưng mà không chơi đúng không ạ? Chơi với tận em Luân ở Hải Dương cơ, ở Chí Linh cơ nó mới yên tâm đúng không ạ? Vì tay nghề ghép rất là lành đúng không ạ? Rất lành nghề. Ok, cảm ơn toàn thể các bác nhá. Tình cảm của bác của anh em đúng không ạ? Dành cho em Luân đó là điều rất tuyệt vời rồi đúng không ạ? Niềm tin các bác nhé, niềm tin đặt phải đúng chỗ các bạn. Đấy, ok, các bác của anh em thân mến, mọi người có nhu cầu mua sắm những bộ sản phẩm karaoke cần em tư vấn phối ghép đúng không ạ? Hoặc muốn mua các thiết bị thì hãy alo cho em. Và em xin được chia sẻ lại là công ty vận chuyển chỉ làm việc tới hết ngày 22 thì là sẽ không gửi đi đến các tỉnh miền trong nữa các bác nhé. Đó, các tỉnh miền trong là ngày 22 là dừng, các tỉnh miền Trung là ngày 23 bắt đầu dừng và các tỉnh miền Bắc là ngày 24 bắt đầu dừng các bác nhá. Thì mọi người nên cố gắng chủ động đấy mua sớm đúng không ạ? Để chúng em phối ghép em đóng em gửi đi cho. Còn bộ này gửi xe khách thì em khẳng định là tầm khoảng 2 đến 3 ngày là sẽ đến Đồng Nai thôi các bác nhá. Ok chưa? 2 đến 3 ngày sẽ đến Đồng Nai. Ok, cảm ơn toàn thể các bác của anh em. Xin chào, hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.